Ok, hello anh em. Chiều nay tôi định chơi tiếp cái No Man's Sky này từ lúc trưa cơ, nhưng mà có tí việc thành ra là bây giờ mới online được. Hơi muộn tí. Không biết anh em có đi chơi ngày chủ nhật hay không? Chắc ở đây vẫn còn nhiều anh em ngồi nhà ngày chủ nhật lắm, vì hôm nay Hà Nội mưa mà. Không biết là các anh em trong thành phố Hồ Chí Minh có mưa không? Thôi, chúng ta quay lại với game nhá. Hôm nay tôi tiếp tục chơi tiếp cái No Man's Sky. Đây là cái tựa game mà du hành vũ trụ mà nó có đến 18 tỷ tỷ hành tinh. Tức là số lượng hành tinh nhiều đến nỗi mà chúng ta có chơi đến lúc hết đời chắc cũng chưa xong. Phần trước thì tôi đã đi kiếm được cái sửa được cái động cơ rồi. Bây giờ tôi phải đi kiếm cái năng lượng để động cơ có thể chạy được. Đấy là cái Thanium và cái Plutonium. Ok, anh em nào mà đã xem phần trước rồi thấy chơi nói chung là tôi chơi rất là khó khăn. Từ hôm qua đến giờ thì cũng có anh em hỏi tôi là đã tra chưa, đã xem chưa. Nhưng mà tôi thực ra tôi chưa hề tra một tí gì cả. Thành ra là hôm nay chơi chắc sẽ lại khổ đấy. Nhưng mà thôi, làm nào được nhỉ. Mình cứ phải đi thôi, làm nào. Hôm trước có anh em bảo tôi là đến mấy cái biểu tượng mà có hình cái hình cái gì màu trắng đen ấy thì nó là cái Thanium. Thì tôi đang đi kiếm cái Thanium tiếp đây. À đây cái biểu tượng này, ở đâu? Đây là biểu tượng phi thuyền. Đây là carbon rồi. Bực thế. Không biết là kiếm cái Thanium ở đâu nhỉ? What the hell? Chắc phải đi xa rồi, bởi vì là cái biểu tượng Thanium nó đặc biệt lắm. Nó không phải là cái biểu tượng carbon như các cái này đâu. Thanium gặp Plutonium. Anh em cứ bình tĩnh, tối chúng ta sẽ chơi game khác, anh em cứ yên tâm. Buổi chiều thì chơi game này thôi. Đây mình phải refill với 50 mo plutonium. Mình phải có 50 cái plutonium nữa thì mới nạp được năng lượng cho cái phi thuyền nó chạy. Nhựa cây là Thanium à? Đây là vàng đấy. Trên này nhiều vàng vãi, hành tinh này hành tinh vàng à? Là vàng. Oxit. Lấy cái sắt này thì cũng chả được cái vấn đề gì. Anh em xem bị giật thì nói chung là tôi không làm nào được. Buổi chiều nay chắc là nhiều anh em online, buổi chiều online Facebook là nó sẽ giật. Với lại thực sự cái bản No Man's Sky dành cho PC này thì cũng bị nhiều người chê là cái độ ổn định của nó rất là thấp. Nó không ổn định như là cái phiên bản trên PS4. Đây tôi thử xem nhựa cây có phải là Thanium không. Không phải, cái này vẫn là cái ấy thôi, oxit thôi. Cái gì đây? Đây rồi, Plutonium đây rồi. Ôi giời ơi. Ngon. Có Plutonium rồi. Trên equipment tôi phải gửi hàng về đã. Plutonium đâu? Gửi về X. Gửi cái này về. Đấy, bây giờ tôi sẽ nạp cái này. Mới được 22% thôi. Vẫn cần cái Thanium tiếp. Objective complete.
À đây, tôi thấy có một cái cây nữa đây thì phải, màu đỏ 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 đỏ. Không phải, không phải, màu đỏ đấy không phải rồi. Thế nào nhỉ? Từ từ tôi đi điểm này xem có cái gì màu đỏ đỏ ở đây này. Sau này cần nhiều vàng á? Vãi. Thế mà anh em không bảo sớm, tôi đi sừ qua rồi. Anh em hỏi game này có súng không thì tôi thật là đến thời điểm hiện tại tôi không biết là nó có súng hay không. Nhưng mà chắc sao mình chế được hết chứ. Phải có hết chứ, đây ai có cái gì đây. Damage. Lấy được kinh phết. Beam impact, cái này để bắn bắn starship, bắn các cái phi thuyền khác. Ngon. Plutonium đây rồi, nhiều lắm. Tamium đây rồi. Lấy Tamium. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Nhiều Tamium lắm anh em ạ. Carbon. Từ tôi xem mà, sắp đủ rồi, mình sắp đủ rồi đấy. Plutonium đây rồi. Ok. Gửi về phi thuyền đã. Ok. Được chưa? Cái này được chưa nhỉ? Mới được 43% phải. Từ từ tôi đi kiếm thêm đã. Kiếm vàng để đến hành tinh khác mua đồ à? Có vẻ hay đấy nhỉ. Ok. Tôi kiếm thêm cái này phát đã rồi quay về phi thuyền. Mình sắp hết cái năng lượng sống rồi. Thôi đi về thôi, đi về thôi, đi về thôi. Đi về nhanh, sắp chết nơi rồi. Mẹ. Vãi cả cứt. Được rồi đấy, tôi có thể rời được khỏi thành hành tinh này rồi đấy. Từ từ đã để mình nạp thêm làm nào nạp thêm cái gì nhỉ? Life support, hazard protect. Không có titanium rồi. Ôi mình lại chuyển titanium về đây mới đau chứ. À đây, transfer được mà. Đây. Bỏ mẹ tôi rồi. Nhanh. Hãy đừng bảo chết ở đây thì nhục lắm. Chạy nhanh. Mẹ. Anh em bảo tôi để max setting á. Thực ra thì tôi để max. Nói chung là tôi để chế độ gần như max setting rồi đấy. Nhưng mà con game này nhìn nó không được đẹp như là các cái con game dạng bom tấn khác. Nên là anh em nhìn có thể là trông nó sẽ không được đẹp lắm. Phiên bản trên PC bị chê nhiều mà. Từ từ tôi chuyển xem đã chuyển được cái này chưa. Bực thế. Mẹ Starship out mới đau chứ. Mẹ điều này chết rồi. Về kịp thì đéo được. Ôi xa thế. Đạch. Mẹ. Đừng chết em ơi, cố lên em ơi. Gần đến rồi. Ôi thôi thế này chắc chết rồi. Này sống thì đéo được. Vãi cả trường. Còn phải đi lên trên cái kia mới đắt. Cố lên em ơi. Thôi xong, Toxic Protection offline rồi. Ôi rồi ôi. Cố lên em ơi. Đây rồi. Nhanh. Mẹ. Mà sao hết cái đấy mà không thấy mình bị rút máu nhở. Rồi vào rồi. Ok rồi. Xem nào. Được rồi đúng không? Đến đoạn này là ok rồi đúng không?
Install Technology Starship xem nào. Headroom. Ơ, lúc nãy tôi tưởng là mình học được cái ấy cơ mà nhỉ. Học được cái kỹ năng gì mới cơ mà nhỉ. Beam đây, beam beam Sigma đây. Được, học cái này đấy. Rồi, bây giờ cất cánh như nào anh em? Ấn W để take off. Rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Úi xồi ôi. Mẹ lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bay nhảy anh em ạ. Ngon. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Chúng ta đang bay ra ngoài vũ trụ đây. Ơ, cái gì đấy? Vãi. Ôi, mình đi lên rồi, mình đi ra ngoài ngoài không gian. Ơ, sao lại cứ lộn lộn này nhỉ? Ôi, bắn à? Vãi. Sao cái tàu của tôi nó cứ lượn lượn này thì đéo nào? À đây, có một hành tinh phía trước, có một hành tinh phía trước. Tôi sẽ đến cái hành tinh này xem. Cái này nhìn giống mặt trăng của trái đất thì phải. Đây là cái vệ tinh của cái hành tinh mà chúng ta vừa mới đến đây. Fire up using to acid. Đây, tôi đang ra khỏi cái khí quyển của hành tinh đấy rồi đây. Chúng ta bắt đầu ra khỏi khí quyển rồi, nhìn thấy màu đen của vũ trụ rồi. Đây là hành tinh mà tôi đang hướng đến. Không biết tên nó là cái gì. Euclid Galaxy System Hon Matoman. Đây là cái giải ngân hà mới đây. Đây là cái gì? Orion 2 Space Station 2 phép. Có một cái trạm không gian ở đây anh em ạ. Mình lên cái trạm không gian để xem có gì không. Khí quyển ở đây là màu vàng là bởi vì nó tùy thuộc vào từng hành tinh đấy. Cái hành tinh nó cũng có nhiều sắt mà. Nên khí quyển nó như kiểu là bị oxy hóa ấy, nên nó có màu vàng đỏ. Gần đến rồi, gần đến rồi, gần đến trạm không gian rồi. À, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là Acquire Higher Bright Technology. Từ từ tôi xem nào. Beam Impact. Ơ, cái này mình đùa chán thế. C to Equip a Star System. Có một tín hiệu vừa gửi đến. Vãi, hồi hộp vãi. Có một tín hiệu vừa gửi đến. Chắc là có một tàu bạn à. Ôi, hồi hộp vãi. Tín hiệu gì đây? Tín hiệu này giờ mình làm nào mình trả lời nhỉ? Ơ, thế này thì đi bao giờ mới đến được cái này đây? Mẹ lâu vãi. Engage boss. À đây, tôi boss được mà. Đấy, ui dồi ôi, nhanh lắm anh em ạ. Ủa, như kiểu mình đang bay ở một cái chiều không gian như kiểu là bay trong lỗ đen ấy. Ôi, nhanh lắm. Ngon rồi, ngon rồi. Chỉ mất có một phút là đến nơi luôn. Ngon rồi, ngon rồi.
Chúng ta sẽ tới cái chặng không gian đầu tiên trong vòng 40 giây nữa. Thực ra cái cảm nhận của riêng tôi khi mà chơi cái No Man's Sky này ấy, là nó rất là phù hợp với những anh em nào mà muốn trải nghiệm những cái tựa game mà nó tĩnh lặng, nó mang cái tính chất khám phá tĩnh lặng chứ không bị bị quấy rối bởi bất kỳ một ai cả, thì anh em sẽ cảm thấy cái trò này nó rất là phù hợp. Ví dụ như tôi chẳng hạn, những cái lúc nào đấy mà tôi buổi đêm không ngủ được, hay là những cái lúc đấy mình dỗi việc ấy, mình không có gì làm thì mình chơi cái này này, mình ngồi một mình trong phòng, mình tắt đèn đi xong mình ngồi chơi, thì nói thật là cảm giác nó sẽ rất là sướng. Đấy rồi, chúng ta cần đến nơi rồi. Ôi từ đâm mẹ vào. Đây rồi, station của chúng ta đây rồi. Space station đây. Bây giờ làm nào để vào được cái space station này nhở? Ôi nhìn trông như là cái cục mà ở trong cái Transformer ấy. Làm nào để chui vào được trong cái này bây giờ? Ôi đâm mẹ vào luôn. Vãi. Ôi từ từ. Khó điều khiển thế. Đây có một cái hố ở đi vào đây rồi. Mẹ khó điều khiển vãi cứt anh em ạ. Đây rồi, chui vào đây. Ấy da, ôi đẹp thế. Ôi chặng không gian đẹp vãi. Ok, chúng ta đã dừng chân ở chặng không gian đầu tiên. Nhạc rất hay. Trong này có cái gì không? Sao chả thấy ai trên này nhở? Đúng thật, hệ cái trò này chơi thấy nó bảo là có chơi cả đời nhiều khi cũng không gặp được nhau mà. Bởi vì cái trò nó rộng quá. À đây có người mà, có người. Ok, hello thanh niên. Ôi mẹ thằng này nhìn kinh này. Đạch. Cái đéo đi. Hello, Captain Conquest. Mẹ thanh niên này nhìn cái mồm trông kinh đấy. Nó nói cái đéo gì ấy. Dù cái gì ấy, nó xin mình à? Cho nó một ít iron. À vãi, ôi cái này lại còn học từng từ một anh em ạ. Mẹ. Nói chuyện lại còn sẽ học, mình sẽ học phải học từng từ một. Muốn nói chuyện với thằng này còn phải mất 20 carbon. Vãi cả cái trò. Trò hại não vãi. Cái này thì muốn học được ngôn ngữ này là phải mất đến không biết là bao nhiêu mới xong đây. Beam focus. Cái này có cái gì đâu? What the fuck? Trade đây, cái này là trade đây, để mình có thể mua được đồ đây. Sell đây, sell và buy đây. Từ từ tôi thử xem ở trên này có cái đồ gì chúng ta có thể mua được. Xem nào có đồ gì. Selling Zin đây này, nó bán cả Zin rồi là Harry Doom này, có hết đây này. Plutonium, Titanium, Terumin. Hay, được đấy. Ôi, trên này nhiều đồ lắm. Từ từ đã để tôi quay đây cho xem mình đang thiếu cái gì đã. À đây, cái công nghệ Boost Cutter này đây. Combat Focus.
Cái này là mình đang thiếu plutonium, mà tôi sẽ mua một ít plutonium xem nào. Đúng rồi, nãy anh em bảo tôi lấy nhiều vàng và tôi lại quên tôi không lấy nhiều vàng, khổ thế. Không có phải mình mua được đây nhiều không? Plutonium đâu? Đây rồi. Ở đây không có tiền. Tiền mình đâu nhở? Unit còn đang không mới đau chứ. Chắc phải bán rồi, từ từ tôi bán vàng đi đã. Platinum và Iron đều có thể bán được. Herum bán được. Trên này có thấy bán vàng quái đâu. What the hell? Chả mua chả bán được cái gì anh em ạ. Tôi đi vào đây xem có vẹo gì không. Ôi ở đây nhiều phi thuyền lắm. Ôi chứng tỏ ở đây nhiều người lắm anh em ạ. Nè, nãy giờ bao nhiêu anh em đến đây này. Phi thuyền đẹp vãi. Đạch. Ôi anh em nào có phi thuyền nhìn ngon thế. Mẹ. Bao giờ mình kiếm được con phi thuyền ngon như này. Captain Un Sang Sin. Có vào gặp được không nhỉ. Ôi thanh niên này trông kìa. Thanh niên này mọc chim ở mồm à. Ôi có hai cái chim ở mồm. Make an offer for life from Starship. Đây là cái gì? Life from Starship là cái gì? Tôi không hiểu này. Make offer new Starship. Cái này như là mình đang không hiểu lắm. Mình đang trao đổi cái gì đấy với hội đấy thì phải. Ôi phi thuyền này cũng đẹp lắm. Sarang. Thế chỉ có vào đây thôi à? Chả làm gì khác à? Hack phi thuyền nó, hack thì đéo được. Tôi đi đường này xem có cái vẹo gì không đã. Thuyền của AI à? Thuyền của AI đúng không? Không phải người chơi khác. Mà tôi còn chả biết cái hình dạng hình thằng nhân vật chính của mình nó là trông như thế nào cơ. Chả biết là người hay là cũng là cái thanh niên mồm ha, có hai cái chim mặc của mồm như thằng kia. Thế thì nhục lắm. Nhiều phi thuyền hình dạng nhìn trông hay vãi. Cái này trông cứ như kiểu cái tàu ngầm. Có anh em hỏi là game này có cần mạng không thì hình như là không đâu. Nó không phải là game online, nó là game offline thôi mà. Tôi sẽ đi xuống cái hành tinh khác xem có vẹo gì không. Ở đây đến cái điểm này có một thằng lúc nãy nó gửi cho mình cái thông điệp mà tôi đang không rõ là nó gửi cho mình cái thông điệp gì. Đây là một cái hành tinh khác. Hành tinh này có vẻ là toàn sa mạc. Không có hành tinh nào giống trái đất nhở. Nhìn đẹp đẹp một tí phải ngon không. Xuống đấy kiếm em gái nào phát. Game này chơi trên PC mà sao anh em hỏi tôi là game này có chơi trên PC không. Hành tinh phía dưới này có vẻ là có nước biển. Điều khiển cái này rất là khó nhá. 43 giây nữa chúng ta sẽ tiếp cận với cả cái tín hiệu mà cái hành tinh này nó gửi đến cho mình. Lúc nãy đấy, nó gửi đến cho mình đấy. Ơ, đi đâu đây? Ok, tôi đang tiến đến cái điểm đấy đây. Không rõ điểm này là điểm gì. Hành tinh này nhìn hoang vu lắm. Chắc là không có gái rồi, chán quá.
cái game mà nó lag ấy, khi mà tôi livestream nó lag ấy, không phải là trên máy tôi xem bình thường, nhưng mà anh em xem bị lag nó vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất ấy là do cáp quang đang sửa nên là cái tín hiệu gửi lên Facebook để livestream nó bị giật. Thứ hai là chính bản thân cái con game này nó cũng nó cái bản port lên PC ấy, nó không hay. Nó bị chê nhiều lắm bởi vì nó không ổn định như là bản trên PS4. Tôi sẽ hạ cánh xuống đây xem. Hạ cánh xuống đây cơ kìa. Ơ? Ôi ôi, lật tật mẹ tàu rồi. Quay lại em ơi. Quay lại. Ấn E để lan đi. Ok. Ở trên này lại có ấy rồi. Hành tinh này thời tiết là băng giá. Hành tinh Jammermonder thuộc thiên hà. Thiên hà gì nhở? Quên không nhìn. Trên này là bị lạnh chứ không phải là bị ấy. Trên này là bị lạnh. Từ từ tôi lấy iron để bán đã. Cái iron này bán được rất nhiều tiền nên là tôi sẽ bán để kiếm ít tiền. Mua các cái đồ ở trên cái trạm không gian. Ok, lấy iron. Bây giờ đi xuống dưới cho tôi nhớ có cái hang ở trong này này. Biết ngay mà có cái hang trong này. Ây à, mẹ đau thế. Trong này chắc có người rừng à. Nhiều plutonium vãi. Ơ thế trong này ai gửi cho mình tín hiệu gì nhỉ? Ủa cái gì đây? Đây. Tôi kiếm miếp vào plutonium này đã. Mình sẽ cần nhiều cái này đấy. Tôi đi nhầm mẹ đường rồi. Cái nguồn phát tín hiệu nó ở đây cơ mà. Ở trên này cơ mà. Tổ sư. Bơi. Đây rồi. Kia là phi thuyền của chúng ta. Tôi lấy ít plutonium đã. Ok, đây là một cái trạm phát sóng đây. Chính là cái trạm mà đã phát cho chúng ta cái tín hiệu đây. Waypoint. Ấy à. Ôi, cái này là cái gì đây? Anten à? What the hell? Ơ? Cái này có tác dụng gì nhỉ? Không hiểu lắm. Lại phải đi đến cái điểm màu đỏ kia rồi. Tôi đi đến cái điểm màu đỏ xem có cái vẹo gì không đã. Trên này chắc phải có người sống chứ. Ở đây có con gì này. Ôi nhìn con này nhìn như kiểu con ôi như con thần lằn khủng long ấy. Vãi. Như con rồng ấy. Đéo gì này. Bắn nó đấy. Chết cha mày đi. Chết cha mày đi. Giết nó cho anh. Chết rồi, chết rồi. Mấy con này như kiểu nhìn trông như mấy con khủng long ấy. Trông như một con rồng ấy. Chắc
Trên này có cả chó này, có cả khủng long này. Đây là các loài vật ở trên này đây. Đây là cái gì? Ok, chúng ta lấy được một số cái đồ ở trên này. Tôi đang chưa hiểu lắm là chúng ta đang đi làm cái gì. John đây xem nào. Không hiểu lắm. Cái này là cái outpost á? Ờ, nhưng mà outpost chắc phải có người sống ở đấy thì nó mới gọi là outpost chứ. Không làm sao mà nó gọi là outpost làm gì. Trên này rất là lạnh. À, chúng ta đang bị lạnh này. Cái thanh lạnh nó đang giảm đi ấy. Thanium này rồi, có động cơ cho phi thuyền rồi. Ôi, con này nhìn trông như con mẹ bọ cạp ấy anh em ạ. Này, buồn cười không? Bọ cạp pha nhện. Không hiểu giống gì luôn. Tôi đang đi đến một cái outpost. Cái gì đây? Tổ sư đi xa vãi. À, Jin đây rồi. Ơ, sao inventory mình full nhỉ? Gửi sư nó về tàu đi. Gửi về tàu. Ok. Lấy cái gì này đấy. Kem. Địch mở cái outpost ở tận đâu nhỉ? Xa thế. Fin shot of the light side, đúng rồi. Chúng ta phải tìm là cái nguồn gửi cho chúng ta cái tín hiệu đấy. Ủa xa thế, có khi này đi về phi thuyền nhỉ? Đi phi thuyền xong bay đến đây cho nhanh. Thế này thì lâu lắm. Nó bảo là vào option thì mình sẽ mở được các thứ á. Không hiểu lắm. Bây giờ từ tôi về phi thuyền phát đã. Đi xa quá rồi. Đúng rồi, nếu mà đi bộ chắc đi sang năm không đến nơi. Tôi hơi gà. Đi nhanh. Mẹ mất công đi lâu xong bây giờ phải tìm về khổ vãi. Con này nó không cắn nhở? Bọn này nhìn thì dữ ấy mà hiền mãi. Ok, phải leo qua cái dãy này, núi này rồi. Kiệt sức rồi, X-House rồi. Ô, con này đẹp thế, nhìn như con hươu ấy. Đẹp thì phải chết thôi con. Thuyền mình ở hướng này. May mà trên hành tinh nó không có quái vật đấy. Mẹ chứ không mình mẹ. Quái vật ở đây nó giết thì thôi bỏ mẹ đây rồi. Phi thuyền của tôi đây. Lên đây. Nạp năng lượng phát đã. Ok, chúng ta sẽ bay đến cái đâu nhỉ? Đây rồi, ok. 2 phút nữa chúng ta sẽ đến cái outpost.
Thực ra thì chúng ta có thể bật bay nhanh cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là chắc không cần đâu. Chỉ có mấy năm mấy giây thôi mà. Gần đến rồi. 20 giây nữa. Mười lăm giây, 13 giây. Đến nơi rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Ok, tôi đã tìm thấy cái outpost đầu tiên. Hạ cánh xuống đây. Xong. Tìm được cái outpost đầu tiên rồi. Ngon rồi. Trong này có cái gì không? Đây chắc là phải có người xây nên, chứ không làm sao mà tự nhiên có cái outpost như này được. Chắc chắn là sản phẩm của con người rồi. Ôi mẹ, lại có thanh niên. Lại thanh niên có hai cái chim ở mồm đây rồi. Ơ thằng này có phải là thằng nãy mình gặp không nhỉ? Captain Tang. Sao? Toàn nói ngôn ngữ đéo có hiểu đéo đâu. À cái creature này đang chờ đợi tôi. Không không tấn công à, không di chuyển lại tấn công. Pass me a slate. À, nó đưa cho mình một cái công nghệ để có thể một cái cách để có thể tạo được cái công nghệ hyperdrive. Take the blue pin đây. Ok, công nghệ này sẽ giúp mình chắc là di chuyển giữa các cái hệ thống hành tinh khác nhau nhanh hơn. Ở đây mình thiếu một cái dynamic resonator. Ok, tôi sẽ thử mua xem nào. Mình thiếu mất cái Dynamic Resonator. Tôi thử xem ở trong này có chỗ nào mua không. Ô, súng, ngon. Ái da, khẩu súng đầu tiên đây rồi. Bây giờ như nào nhỉ? Compare New Multi Tool có 8 slot. À kép đi. Ấy mà kép thì mình lấy khẩu súng đấy thì. À mà có tiền quái đâu. Không kép được anh em ạ. Mình thiếu cái gì nhỉ? What the hell, khẩu súng ngon vãi mà không lấy được. 51.300 unit cơ, to thế. Đây rồi, chơi đây rồi. Tôi bán sắt đi để kiếm ít tiền đã. Đây rồi, iron đây rồi. Bán đây. Bán zin đây. Ôi, bán bao nhiêu được có mẹ 800 đồng. Nghèo vãi. Cái Phara này là nó giúp mình tăng thêm cái. Ôi bán cái này được 13.000 luôn. Cái này đắt thế. Cái này được 10.000. Được, cái này bán đi. Good luck charm. Bán mẹ này đi. Cái này chỉ có 300 thôi. Mình được 11.000 rồi. Ok, tôi sẽ mua xem nào. Cái đồ mình đang thiếu là cái gì nhỉ? Gravino Bone. Không có rồi. Mình đang thiếu cái
Mình đang thiếu cái Dynamic Resonator nhưng mà nó không bán. What the hell? Gì đây? Gặp được hai alien. Đây. Cái trò này mẹ đùa. Đây build hyperdrive đây, mình phải xây được cái hyperdrive, nhưng mà cái vấn đề bây giờ tôi đang thiếu cái dynamic resonator. Inventory slot. Tôi sẽ thử craft xem nào. Ấn craft xem nào. Có quái đâu. Toàn người vớ vẩn. Khó thế. Không hiểu gì cả. Nó sao grab được cái kia nhỉ? Dynamic Resonator. Làm thế nào để làm cái này đây? Lấy cái này thì lấy biết tìm ở đéo đâu đây. Địch mợ khó thế. Sao có mấy anh em bảo là tôi là S khác á, tôi vẫn là tôi mà. Anh em còn bảo là hôm nay là có S khác kinh. Có mỗi mình tôi ở cái pet này làm gì còn ai khác đâu. Chứ anh em nghe hôm nay nào chứ. Giọng tôi vẫn thế mà. Từ từ đây là cái gì? Con Starship. À hay. Mình có thể gọi được Starship ở đây à? Ôi ôi. To thế. Đạch. Mẹ to vãi cứt. Sentinel Hunter. Chắc đây là phi thuyền một thằng khác. Ôi thằng nghe nhìn trông kinh thế. Make offer, sell item, buy item. Ok, tôi xem là có cái gì bán cho mình không. Zin Thanium. Đây rồi, Dynamic Resonator đây rồi. Ôi, 32.000 vãi. Tiền đéo là mua. Mình đang có mỗi 11.000. Đạch. Thế này thì đến bao giờ mới ấy được đây, khổ thế. Tôi sẽ bán bớt mấy cái đồ vớ vẩn này đi. Bán mẹ này đi. Nhé. Cái tầm mà đã đói thì chớ thì thôi cứ bán mẹ đi. Mới được có 25.000 thôi. Carbon. Được có 54 unit thì đáo đáng. Không đủ tiền rồi. Bực thế. Ôi. Bây giờ mình phải kiếm được, mình phải grab đồ. Phải nhặt được đồ cơ thì mới bán được nhiều tiền, thì mới có tiền để mua cái kia được. Chán thật. Ok. Hôm nay có khi chơi đây thôi nhở. Cũng gần tối rồi, đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay tôi chơi chủ yếu để xem tiếp cái trò nó như nào thôi. Nhưng mà có vẻ là nó tốn rất nhiều thời gian đấy. Cái hành tinh này nhìn giống trái đất phết nhở. Đúng rồi, anh em bảo giống trái đất phết. Có khi tôi sẽ tiến đến cái hành tinh này xem có gì hay không. Ok, chúng ta dừng lại đây nhá. Anh em nếu mà có muốn tôi chơi tiếp trò này thì PM cho tôi. Còn nếu không thì tôi nghiên cứu một mình. Tôi thích cái trò này đấy. Một mình cứ đi kiểu này cũng hay. Rồi, bye bye, see you again nhá.